Ăn thuần chay, tạo hòa bình. Mỗi đệ tử của sư phụ đều có những thí nghiệm tâm linh bên trong. Và hoặc phước báo trong thế giới vật chất có người tương tự khác nhau hoặc nhiều hơn. Những thí nghiệm kể trên chỉ là một vài ví dụ. Chúng tôi thường chỉ giữ chúng cho riêng mình, như lời sư phụ căn dặn. Vào ngày sư phụ từ Pháp trở lại Tây Hồ, con đi gặp sư phụ buổi tối đó. Sư phụ bên trong nói với con, bạn cô đã rơi vào địa ngục, hãy mau đi đến đó. Vì vậy, con đã đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đó chào đón con, rồi Ngài đưa con đến một nơi có những chúng sinh ăn thịt bị đọa. Đó là quảng trường lớn và nhiều chúng sinh xếp hàng ở hai bên. Và chính giữa còn có cảm giác chỗ đó lớn hơn một sân bóng đá. Và có những chúng sinh từ năm lục địa có da trắng, da đen và da vàng, vân vân. Rồi sau đó có một máy giống như để nghiền thịt. Bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, đó là máy nghiền thịt, bỗng nhiên từ hư không xuất hiện. Và rồi một tiếng kêu rền lớn bắt đầu. Sau đó có nhiều tiếng gào thét thống thiết. Tôi hiểu mọi người đứng thành vòng tròn. Đường kính là 1,5 mét. Rồi tất cả họ bị nghiền nát. Rồi thịt và máu văng tứ tung. Sau đó khi bị nghiền xác xong, họ lại phải xếp hàng nữa. Bị trừng phạt như vậy 3 đến 5 lần một ngày. Lúc đó con nhanh chóng niệm năm hồng danh và món quà từ cảnh giới thứ bảy, và địa ngục đó trở nên trống rỗng, không còn chúng sinh nào, họ được giải thoát rồi. Rồi con hỏi người bạn đó, tại sao chị lại bị đọa vào nơi này? Cô ấy nói, chị đã bảo tôi ăn thuần chay và đổi nghề, nhưng tôi không nghe lời. Rồi bỗng nhiên tôi bị bệnh ung thư và chết. Sau khi chết, cô ấy nhận thấy rằng cô ấy đã thành chó. Cô ấy nhớ nhà. Vì vậy, cô ấy liều lĩnh chạy đến đó, nhưng gia đình cô ấy không nhận ra cô. Cô ấy nghĩ, tôi vốn là người, mà bây giờ lại thành chó, tôi không thiết sống nữa. Rồi cô ấy nhịn đói. Cô ấy chỉ là một con chó con, nên cô ấy bị đói mà chết. Cô ấy nghĩ rằng sau khi chết, cô sẽ làm người lại và tiếp tục vui hưởng đời người. Không được, nghiệp quả chưa trả xong. Dạ phải, nhưng cô ấy không tin. Cô ấy được làm chó là đã tốt lắm rồi. Nếu bị máy đó nghiền nát, còn tệ hơn nhiều. Sau này cô ấy hối hận. Và cô ấy nói, tôi phải tin vào chị và sư phụ của chị, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và hôm đó, địa ngục trống rỗng nhờ ân điển của sư phụ. Như vậy tốt hơn rồi. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Sau khi địa ngục trống rỗng, cô ấy đi lên thiên đàng ngay lập tức nhờ lực lượng của sư phụ. Vì vậy, con rất biết ơn, cảm ơn cô đã giúp đỡ, cảm ơn sư phụ. Vì cô có duyên với cô ấy, ít ra cô biết cô ấy trước đó và khuyên bảo cô ấy, cô có thể đến đó giúp. Cô ấy có cảm ơn cô không? Dạ, cô ấy vô cùng biết ơn. Sau khi lên thiên đàng, cô ấy thường bảo con, tôi sẽ tu hành. Cô ấy rất biết ơn sư phụ và con. Được rồi, cảm ơn sư phụ. Ăn thuần chay, sám hối, cứu linh hồn chính mình. Mỗi đệ tử của sư phụ đều có những thí nghiệm tâm linh bên trong. Và hoặc phước báo trong thế giới vật chất có người tương tự khác nhau hoặc nhiều hơn. Những thí nghiệm kể trên chỉ là một vài ví dụ. Chúng tôi thường giữ chúng chỉ cho riêng mình, như lời sư phụ căn dặn. Để biết thêm chi tiết và tải xuống miễn phí, xin vui lòng truy cập suprememastertv.com/bvet.